Nó nói vậy hả? Trời ơi! Thôi, đó, giờ cha mày lại vô đây, tao mẻ sao? Mày mẻ này, tao mẻ sao? Mày làm vô làm, hôm nào dán thầy dán kêu nha, giờ lại gần đó. Ê, nó mới nổ rồi, nó không nổ đâu. Ê! Con cá nha, con cá không nổi. Chết rồi! Chưa có chết. Con lao. Tao thấy nào ngu hả? Ê, con sống. Con sống, ai ơi, lại con sống. Á, dạ luôn rồi. Chạy lẹ. Lại á, mặt dạ ơi. Ê, ê. Con lại. Con đuổi à. Con dữ à, thả xong cái cân luôn nổi. Bị si bên tao ai cắn á, vậy mình cắn hả ta? Không biết nữa nãy tôi riêng thấy cái hậu. Mình cắn lỗi xe lắm mà chạy. Dữ quá không ơi. Gắn ở đâu đó, bự lắm bộ. Tại hả? Mày ăn luôn. Anh em mình vô đây chủ yếu là làm cái clip ẩm thực về mực cho bạn. Tuy nhiên vô đây gặp được rắn nằm dưới bánh xe mà nó đẹp trai vậy. Thả luôn đi. Thôi giờ mình phóng sinh nó thả luôn nha bạn. Mình không ăn rắn đâu. Đó, cho là vậy tự nhiên mày. À, hello các bạn nha. Chào các bạn nha. Bữa nay mấy anh em mình sẽ vô trong một cái rừng tràm hoang sơ đặc hở nha bạn. Anh em mình sẽ chế biến món ẩm thực trong đây. Mấy anh em mình ăn xong rồi sẵn mời bạn ăn chung anh em mình luôn nha. Bữa nay anh em mình sẽ làm là mực chiên su KFC. Ok không? Chiên lòng tông. Anh em sẽ làm tại đây nha các bạn. Làm đây mà quá nó cháy luôn nguyên rừng tràm này thì má cũng đầu hầm luôn. Rồi anh sẽ ghé tiền luôn. Bởi anh em mà được khung cảnh xét mấy nước. Có gì nó cháy là bay nó hắt lên. Xẹt xẹt lên liền. Anh em sẽ rửa mực nha bạn. Đây bà kia mặt xanh lắm mà anh em mình rửa bằng nước suối nha. Đây. Nhớ bạn, mực con nào bự bự đã không? Ủa. Rồi nhỏ nhỏ nha ông ơi. Nhỏ nhỏ hả? Vừa nha. Vậy thôi được chưa? Nhỏ nữa. Nhỏ nữa hả? Rồi. Vậy nữa. Ừ. Nữa đi. Thôi chắc luôn đi. Nữa. Đâu chứ hả? Sao cái kia ta cũng gọi là kêu bằng khô mực, cũng sao? Kia ta cũng kêu bằng xô khô mực. Khô mực thì phải khô. Ta phơi tùm lum hết trơn á. Khô mực trời tao động chứ xa. Tôi thấy trên hàng rào ta phơi không á, xào đồ á. Cái đó khô mực của mấy chị em khác không nội. Con này mực khác cha. Cũng mà kêu bằng khô mực mà. Cái đó khô mực của mấy chị em khác. Ủa đã trời. Ủa đã kìa. Mực cô đen sát xong nha bạn. Tính ra cũng nhiều dữ trời. Nhiều lắm luôn á. Giờ mình rửa nước lại lần nữa nha bạn. Chơi nước suối không trời nào, chơi tinh khiết không. Mua tới 15kg luôn mà. Rồi. Rửa đi ông anh. Rửa nha bạn. Ủa, rửa xong rồi anh em mình sẽ ốp nha. Bây giờ anh em mình bắt đầu tiến hành ốp cái con mực này nha bạn. Rồi, một miếng một ngọt vô trong mực luôn nha. Đây. Đấy. Này là rửa rồi nha bạn. Rửa nước suối không à. Đường. Nước con tên ông ơi. Muối. Rồi, cô đang có nhiệm vụ trộn này đều lên nè. Trộn đều nha các bạn. Ok. Sóc đi, sóc đều lên đi. Sóc cái đổ hết quá. Đổ, đổ, đổ. Thế mình pha bộ luôn nha bạn. Thôi, 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 thôi. Điều liễn vậy? Hết, xong rồi. Hết. Gớt đắt các bạn, không có nước rửa đó, hết nước rồi đâu. Cố mặt mẹt đắt cái mài luôn á. Đã, anh em bữa nay là vô rừng luôn nha bạn. Trong đây là anh em mình sẽ mốt cái đống chốt đây dài dài. Tại cái rừng này không có ngừ. Anh em vô đây muốn la. Muốn quậy quậy à. Đốt à. Đốt một cái đời chắc là tỷ á. Thứ nào đời nói ông cố. Bởi anh em mà nó lựa cái mấy sông này là nó có cháy thì anh em mà có bay dưới hắt nước được. Vô gà luôn bạn ơi. Đây. Một quả. Hai quả. Quay đều. Vô nước luôn bạn ơi. Con bịch bột nha, nó lỏng cái là ăn này luôn á. Em đang chút thôi nha bạn. Nêm vô bột miếng nữa. Muối với bột ngọt. Đường là khác. Giờ vô hành lá rồi nha bạn. Quay đều lên. Hay bữa nào tôi với ông ở đây trốn mà thầm luôn. Trốn mà bỏ luôn. Trốn biệt lập trong đây luôn hả? Đúng rồi. Đắt đủ dữ vậy. Rồi đó anh em mình tiến hành chiên KFC đó nha bạn. Giờ bỏ dầu nóng quá trời nóng rồi. Cái chảo ghé tiền á. Trời ơi. Nóng dữ lắm trời. Cái chảo nóng ghé mặt cái gì. Rồi hết cho dầu luôn bạn ơi. Rồi. Chơi vô đây nha bạn. Cho nóng dầu lên là chơi nha. Ồ. Còn lửa cháy khủng khiếp trời, cái lò cháy ghé hả? Còn món không ăn không sao? Này chấm ướt vậy hả? Ừ. Mày giống tự tựa như chấm ướt vậy. Chấm xong bỏ lũng luôn chứ gì nữa hả? Rồi đầu tiên là ông này chơi lên ăn chiên luôn nha bạn ơi. Vô luôn nha. Ừ. Không biết hạnh gì nữa.
Thành mực chiên chứ bằng hạnh gì? Mực chiên xù hả? Đổ xù lên cả ông anh. Xù hả? Ừ. Ồ, tiếp nha. Nè. Vô. Nói vậy hả? Trời ơi! Này! Đổ xù lên cả ông anh. Vậy? Mày xem chả má. Chẳng còn nước hả? Trời ơi! Mày ổng đầu đó, nó quay đi, nó quay rồi luôn nhầm coi. Nó dằn cái vật ra ngoài luôn mày. Trời ơi, trời nổ nó, hợp cái tay đi, mày thấy. Gân ít xịt ra. Bây giờ, hai anh em mình, ổng. Trời ơi, dằn ra, ổng có đầu dằn trời, dằn cái sao, nó nổ như bom nổ lên. Là ông của đen chở đầy vàng kêu của đen đó nội thương nhóm luôn. Bây giờ phá hàng không có nào dám đút mặt lên đây, đây chiến cho nó nổ in hình cái này ra dám chở lẹ khét khét ở thôi. Giờ mày chở bự, tao chở bự. Ok ok chở. Thằng gấp gan làm ok đó. Giờ cha mày lại chỗ đây, tao mẻ sao mày mẻ này, tao mẻ sao mày làm với làm kêu mẻ giờ rồi. Lẹ khét khét vô tí đi con đen, lẹ đi con đen. Thằng má ê nó mới nổ rồi, nó không nổ đâu. Ê nổ ra đâu vậy à, chạy ngoài luôn thằng bà luôn. Điều má luôn giờ để bỏ bỏ mình cái bảo này sao. Quay mặt nha. Để nó nhăn vô mắt cái đầu quý à. Ờ tao mẹ này nha. Thôi là mày mẹ sao nha. Ờ cho mày đập. Mày đập tao. Gắt tao luôn trời. Ừ hết cháu rồi, hết quá. Tôi liều mạng tôi cấp cho anh tôi. Xem. Tao không nghe nổi. Quá ụ ta nè. Ụ quá đầu quý à. Gấp đi gấp bố lại, ai đây mấy nó chín cho nữa. Nãy giờ anh em sau thời gian khá dài, anh em mình lăn lộn né tránh lộn cùng mèo, anh em đã làm xong nha bạn. Một vía đẹp gái vậy à? Thằng nào nãy là mình mẩy phỏng trang đen tét mét chứ không còn gì thân thể hết chứ. Xong luôn rồi. Chứ hả? Bây giờ là tới thời gian quan trọng là anh em mình sẽ test thử cái món này nha bạn. Gì? Test. Test. Test hả? Test. 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 Test thử. Test. Tại vì nãy giờ sáng giờ anh em mình nó văng nhiều lắm rồi. Bây giờ anh em mình test thử nha bạn. Mời bạn cùng ăn mực chiên giòn KFC với anh em mình nha. Chim giòn chiên giòn né. Ok, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức nha bạn. Giờ anh em mình thử miếng đây. Phải KFC không? KFC rõ ràng. Nó thành ABC luôn rồi chứ, thành hết thịt ca rồi. Đây, mời tất cả các bạn nha. Từ sáng giờ anh em mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để làm món rồi đó. Giờ anh em mình phỏng cỡ chừng 3.000 mấy trăm lỗ nữa mới được món này răng né hết sạch ra. Vô các bạn, mời các bạn nha. Giòn. 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 Thử thử các bạn, cái đũa dài dữ vậy. Hiểm mày. Cũng hiểm chứ không? Mời các bạn nha bạn. Giòn không? Ừ. Ở ngoài cái bột nó giòn thấu à. Còn có bật cái dai dĩa hả? Nó mở ngọt. Dĩa ngọt mà dai. Không, đây là ông có ăn dính cái con mực mực gì? Mực thúi hả? Mực giòn quá rồi đó. Đây là miếng thứ hai các bạn, anh em mình làm công phu quá. Nó văng quá trời, anh em mình thằng nào nấy te tua hết trơn. Giờ anh em mình ăn mà giống như là cái xác không hồn trời, né tránh lộn mèo là luôn xuống. Cái món này độc nhất đi. Đi vô nha các bạn. Các bạn có làm thử mà các bạn ai có làm mà bị văng vậy các bạn comment thử các bạn. Hay là có cách nào mà không có văng chỉ anh em mình có. Các bạn. Để đáp lại. Đáp lại hả? Ừ. Biết cách nào không nha không? À. Không chiên. Không chiên lại không bị văng. Đang thèm mà kêu không chiên. Ngon quá trời. Mời các bạn nha bạn. Ủa miếng này vừa chín tới luôn nè. Thì ra ngoài giòn,
ngoài giòn trong dai, thơm nữa, cũng ngon bộ. Miếng là không dai không nè, cũng tạm được cho im chứ bộ. Miếng ngoài không dai. Tuy rằng nó không bắt mắt các bạn, định tưởng là giống như cục xì lầu, thật sự cũng ngon nha bạn. Ủa mà cục xì lầu là cục gì? À, cái đầu vật kìa. Cục xì lầu là cục bê tông đó. Phải không? Cục xì lầu sao ông kia ông bê ông lắp đó. Là cục bê tông. Cục xì lầu đúng không? Sao cái ông kia ông bê nè, ông bê là ông ẩm đó. Đinh đó. Không lắp. Thì cục xì lầu mới lắp đó. Lắp mã lắp mồ hả? Không biết đó, sao nghe biết vậy à. Đây vô cái gâu mực nha bạn. Anh em mình làm cũng em lắm trời. Đây mời bạn nha. Đó. Cũng cả một buổi chiều chứ không phải ăn vừa đâu trời. Ngon bụng. Đó, mời các bạn nha bạn. Vô với anh em mình nha bạn. Cũng còn khấu không? Cũng im. Ngon. Hồi nãy bọn anh em mình có ốp sơ sơ rồi, cũng ăn cũng vừa ăn lạc lạc chút, cũng ngon. Mực cái trong thì nó hơi dai chút. Còn ngoài giòn khấu luôn. Bữa nào mình làm ông xàm cá chiên cáp chê đi. Nãy nha, để một thời gian lâu lắm mà nó ráo dầu chơi nha bạn. Giờ không còn dầu nữa. Nó nhuyễn hết rồi. Khô hết à? Vô nha. Đây, tiếp tục nha bạn. Người ta ăn khung cảnh giữa rừng. Rõ ràng không? Thấy rừng không? Giữa rừng. Rừng. Các bạn thấy bên hông mình không? Nguyên một hàng cây thẳng băng không? Không, sau lưng mình cuối mũi Cà Mau. Gì? Rồi ông anh. Cuối mũi Cà Mau á. Bạn thấy sau lưng có hai người đó không? Hai người đâu? Đâu? Ông quay lại mất tiêu rồi. Dơ gì có người trong khu vực này. Mới đứng sau lưng luôn. Rồi ông anh. Tóc bưng dĩa tao chạy quá. Thôi tôi bỏ tôi chạy luôn á chứ bưng dĩa gì đâu kịp nữa tôi bưng. Thôi mình ở rừng hoang mình ăn, mình nên mời những người ở đây ăn chung cho bạn. Nói chung là anh em mình sẽ mời tất cả những người nào mà có xung quanh đây ăn chung mực KFC với anh em mình nha các bạn. Để thôi nữa hồi cái dĩa để đổ nữa, giống như cái nồi lẩu hở nữa buồn thiệt chứ. Đổ chân mình hở nặng nồi lẩu bia nhá, không mời hổng xô đổ tiêu nghỉ ăn. Thôi giờ anh em mời các bạn, mời tất cả các ông bà đây cùng ăn mực với mấy đứa con nhà mình. Ô rồi mình ăn hết đổ rồi đó. Chưa giờ à. Mình chỉ ăn hết thôi chứ không bao giờ đổ nữa. Vô các bạn, mời các bạn nha. Ngon quá. Giờ đó anh em chỉ ăn gụi nụ luôn, không đổ đâu. Giờ xô không đổ đó. Xô rồi. Xô ốc chắc ra không biết chắc cái luôn á. Đừng không anh. Đổ hiểu không anh. Nói chung giờ mình xô, cục này cục gì bự vậy trời. Này cái đùi gà hay vậy? Khoanh mực. Khoanh mực. Mực bự vậy? Vô luôn. Thử đi. Đây, mời các bạn ăn khoanh mực khứ dài nha bạn. Im á. Nghe nha, mẳng cầm nghe nó giòn cái nào nha. Sắp lép nổi. Tới nhiều quá. Tới lâu rồi. Nó đùi quá vậy. Nè, mở các bạn. Mở miếng này nè. Đó. Lép à. Nhiều quá hẹp. Nói chung tại anh em mình để lâu quá bạn. Chiên mấy cái mẻ đầu tiên là anh em mình để hơn tiếng ngưỡng hộ lâu lắm luôn rồi mới tới là cái mẻ cuối cùng bởi nó mềm rồi chạy không muốn chết né nè chạy gì né lăn lộn thụp làm bò trường giống như du kích Mỹ vậy bó tay thiệt chứ. Ngon quá các bạn ơi. Thôi nói chung vậy là cũng đạt đỉnh rồi mà giữa rừng tràm anh em có món này ăn cũng quyết lắm rồi. Mời các bạn các bạn thả miệng ra tôi đút vô các bạn rồi à. Đó, đúng rồi, dính cầm ra mẹ nè. Mắt chụp hình vô bạn. Mắt chụp hình, đúng tại dốc. Đây, vô các bạn, mời các bạn ăn cục tiếp theo nha bạn. Nói chung là sáng giờ anh em mình chưa ăn sáng luôn. Mà tới trưa luôn, chắc này cũng là xế chiều luôn, 2 giờ luôn rồi. Ừ, 2 giờ luôn rồi. Tính ra đấu ghẻ mặt, có món này ăn cũng quýt một trời. Thật sự anh em uống cái ca nước không còn một giọt nước nữa. Đây, vô bạn ơi. Giọt nè. Hết giọt rồi. Giống nhà lỗ tai tôi quá vậy. Người mày. Không, không thiệt. Nó nằm hàng chung chứ cũng không thất bại nha bạn, cũng ngon. Nhưng mà nó cũng không ngon mấy. Nó hàng chung thôi, cũng ăn được. Không, tại vì bị hơi lâu. Không, anh em mình tải clip lên các bạn có cho anh em ý kiến là tại sao mà cái con mực này anh em mình chiên mà nó văng dữ thằng các bạn. Nổ quá. Ừ. Ghê quá, chạy không chết luôn. Nó nổ nãy mà nổ ghé tiền nó nổ mà phinh phinh luôn á. Mà mẹ nào cũng nổ chứ. Ừ. Các bạn cứ comment dưới coi cho anh em mình góp ý kiến cho anh em tại sao anh em mình chiên văng dữ nha bạn. Thật sự là quá trời văng ra hôm nay chạy luôn, chạy mất dép luôn. Chịu nổi luôn. Tới khi mà cái mẹ mực chiên chín rồi. Mà kêu lại gấp ra. Ba thằng không này dám gấp chứ. Còn là bé chạy không có nào dám gấp đâu. Em á là cái đũa dài còn hơn là cây của tôm không nữa nè. Hơn dòng kim cô hả? Kêu này gấp, này nhìn kia.
kia một kia nhìn nọ, cái cầu cái chảo vào đằng kia nổ hinh 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 nổ đất đó hơn bạn nữa rồi ai nổ rồi có quay mấy cảnh nổ bạn coi quay cảnh nổ ghẻ tiền hơn với hầm củ chi nữa. Rồi vô tiếp bạn ơi, ăn lâu lâu nhìn xuống lưng hoài trời thấy như dưới rừng này u ám sao nó ăn hồi lên lâu lưng khều chắc ké luôn á, lâu lâu cho nó lạnh lạnh hỏi ăn gì vậy. Mực chiên giòn KFC hỏi mẹ ăn không ngon. Lúc đó là lúc đó mà mới nói tiếng đó sao mà lúc đó là nhìn ta là qua tới bệnh kia đó nó chạy như siêu tốc của Sonic chạy ghé thì trong vòng một giây mình có thể là chạy tính đạt tốc độ là cỡ 400 lúc đó mà hai cái giò mà chạy mà nhìn hai giò không thấy luôn á tốc độ vậy á tôi sợ tôi túm đâu mà tôi chạy đâu thôi con không cái là tao quay lại nó chạy cái ù một cái qua tới bệnh kia thôi vô bạn ơi. Nếm rồi hả? Nếm. Ghê ba. Không đủ ăn. Cắm vô. Ừ. Quạch quạch như vô. Vô nha bạn. Ngon cái trời. Giống bánh còng chứ hả? Cũng có lý bộ. Làm con làm cái đuôi đó nha bạn. Trời cái đuôi chùi xì lầu đẹp chứ hả? Còn bên đẹp bên xấu nhưng mà ăn cũng kệ nó. Bên đẹp bên xấu Nguyễn lụm bụng được cái gì. Nè trời nè. Đây mời bạn nha. Đó trời nè. Ngon quá. Ngon nghe. Vô nha bạn. Không, ha? Ừ. Trong rừng mà. Chim hót cái loại nghe không? Đó. Ừ, cái ổ chim nữa đó. Mà hà có dưỡng hú nữa. Hú đi. Nó mà hú cái tao giọt liền á. Hú ba ba, hú ba ba, hú ba ba. Nói chung là nguyên khu rừng này không có nhà các bạn. Không ai chứ. Xa lắm. Có cái nhà quan rồi. Xung quanh này nhắn tanh như chùa Bạch Anh không có ai chứ. Chỉ có ba anh em mình đi ngồi ăn mực đây đẹp gái vậy. La từ nãy giờ la muốn banh cái đem đây luôn. Cúc mà chiên mực cái văn la hết ta. Sao ăn mà nghe con gì kêu không? Chim dưỡng sắp hú rồi đó. Thôi vô bạn ơi, lẹ lẹ rút bạn ơi để hồi nữa xong kẹo đây luôn quá nguy hiểm quá vô nha bạn. Sao bạn mà nhìn tùm lum hết trơn trời. Tự nhiên cái nãy là nắng chang chang như sập tối xuống tới hù trời. Nên yêu quái thì bởi vậy bạch cúc linh tới ông bụt xuất hiện. Đây có yêu quái xuất hiện thì không có bụt thế đây là không có bụt đâu yêu quái ăn này gọt bạn thôi gọt không. Thôi bạn ơi, nguy hiểm quá. Anh em mình mời các bạn cùng nữa, anh em mình xin kết thúc clip này đây các bạn. Anh em mình về chứ trước khi không kịp lửa rồi. Ăn mà toàn ba hàng ngồi nhìn sau lưng, mình về bên hông không nhìn nó đù vậy hả? Không, chứ không chừng hồi trong đầu á. Đù đúng không ăn nhìn chứ hả? Thôi vô bạn ơi, vô mời bạn miếng cuối cùng cho bạn anh em mình xin kết thúc clip đây nha bạn. Để hồi nữa anh em mình không còn đường gì, không kịp gì các bạn. Thôi vô bạn ơi, nguy hiểm quá. Ăn mà hồi hộp, không biết ngon gì chứ trời. Tự hùng mình chứ trời. Cao lên men nè. Nãy giờ nói trong lưng gì ớn chết luôn. Nhìn vô đường thẳng. Nhìn đường thẳng mỏi ra họ có cái đầu lú á. Không nguy hiểm quá. Nói chung là anh em mình ngồi ăn mà hồi hộp bà tôi đánh bệnh phịch nguy hiểm quá. Nói chung anh em mà xung quanh đây không có nhà đâu cho có gì mà la lên không ai nghe cũng hay không ai biết luôn chị ké luôn á. Thôi anh em mình xin kết thúc clip tại đây các bạn. Thật sự cái món này anh em mình bữa nay làm hơi thất bại một chút. Là tại vì chiên lâu quá cái mực nó không còn giòn nữa. Nó hơi mềm chút bởi vì nó hơi mất cái giá trị ngon của cái mực đi nha các bạn ơi. Giờ anh em mình xin kết thúc clip tại đây thôi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Thôi bye bye bạn nha, bye bye bạn. Dạ rồi.